Vâng, mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ trình bày cho quý vị và các bạn một thông điệp mới đang làm dư luận dậy sóng hiện nay. Mời quý vị và các bạn hãy cùng xem video nhé. Theo báo Người Lao Động mới đây thôi, đó chính là tin tức về ca sĩ Phi Nhung và những ngày sóng gió. Quý vị ạ, chưa bao giờ ca sĩ Phi Nhung phải hứng chịu những loạt ồn ào tới tấp như hiện tại, sau khi có rất nhiều nghi vấn cho rằng cô đứng sau thao túng đánh sập các trang mạng, trang tin, và dưới đây hơn cả, đó là ca sĩ này phải hứng chịu hàng loạt cái sự kiện ồn ào chèn ép nuôi con và không minh bạch trong chuyện từ thiện. Như các bạn đã biết, sau vụ ồn ào của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ở trước đây và hiện tại, bất ngờ ca sĩ Phi Nhung được gọi với loạt nghi vấn, đồng thời còn nói rằng ca sĩ Phi Nhung nuôi con nhằm mục đích để trục lợi. Trước tình hình căng thẳng đó, Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận, nhưng những sự ồn ào vẫn chưa chịu chấm dứt các bạn ạ. Mới đây thôi, một số người hâm mộ Hồ Văn Cường đã cho rằng sau khi đoạt giải quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016, anh đã được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi nhưng lại không có được cái cuộc sống tốt đẹp. Họ đã so sánh ca sĩ Hồ Văn Cường với ca sĩ Phương Mỹ Chi khi cô bé được thành danh và đã mua nhà cho bố mẹ nhờ những thu nhập đi ca hát, thì Hồ Văn Cường bất ngờ đã tiết lộ anh không hề biết rõ cách xê của mình. Chính vì lẽ đó mà mạng xã hội đã xôn xao dậy sóng và việc tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường bày tỏ muốn quyết tâm tách khỏi mẹ Phi Nhung và còn có thái độ bức xúc khi sống chung với mẹ nuôi của mình. Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Duy Mạnh mới đây cũng ngầm ám chỉ cô gái suối xanh, chửi một nữ doanh nhân, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Loạt ồn ào này khiến ca sĩ Phi Nhung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau hàng loạt ồn ào như thế thì ca sĩ Phi Nhung đã chọn phương án lên tiếng, không chọn cách im lặng nữa vì không muốn sự việc được đẩy đi quá xa. Cô nói, Phi Nhung sống ngẩng cao đầu và cách giải quyết của Phi Nhung là chỉ tin những gì có thể đối chất trực tiếp được. Nếu cuộc điện đàm đó đang nói về Phi Nhung, Nhung đề nghị ba mặt một lời với bằng chứng cụ thể mới được. Song song với đó, bên chuyện ồn ào về cái công tác từ thiện của nữ ca sĩ Phi Nhung cũng có phản hồi rõ ràng rằng Phi Nhung không có trách nhiệm phải trình bày những cái việc làm của mình cho những người không liên quan biết. Nhưng điều Nhung lo ngại là người cùng Nhung thực hiện cái công việc thiện nguyện mà những cái nhà hảo tâm đã đóng góp với những cái sự việc mà cô đã giúp và chăm sóc các con của mình, có những lời nói lăng tăng về những cái việc làm này. Nhưng hiện tại thì trước giờ chúng ta luôn bắt gặp những hình ảnh thân thương và những cái việc mà ca sĩ Phi Nhung luôn đối đãi với Hồ Văn Cường là rất tốt. Trước cái sự chèn ép của cộng đồng mạng, Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng giải bày cho nữ ca sĩ Phi Nhung, tức là mẹ nuôi của mình. Và hiện tại tôi với mẹ Phi Nhung sống trong nhà rất là hòa hợp, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Và những cái lời lẽ không kiểm soát được thì tôi đã nhận lỗi với mẹ Nhung rồi. Nhưng sự thật thì cộng đồng mạng vẫn còn đang tiếp diễn và hy vọng rằng nữ ca sĩ này sẽ mạnh mẽ vượt qua sóng gió và sự thật đúng như lời của ca sĩ Phi Nhung đã nói. Và video ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi. Mời các bạn hãy đón xem những video tiếp theo nha. Hãy đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn và các cô chú đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh Nguyễn Dũng Vlog của mình nha.